Ok, đây mọi người nhá, đây là Ford Hyundai. Đây là chính hãng nha mọi người, đây là hàng mới về. Đây bên mình mới về dòng Ford cho anh em tham khảo này. Đây là bộ Ford Hyundai 8 tấn và 15 tấn có hết mọi người. Hàng Korea là chính hãng, mọi người anh biết là Korea là hàng Hàn Quốc nha. Đây. Cái này cũng Ford nha mọi người, đây Ford 50 số 3. Ford này nè. Hàng thì đu loại nha mọi người. Đây dòng đèn LED nha mọi người. Dòng đèn LED hàng bên mình mới về nha. Đây là hàng LED xịn nha mọi người, không phải LED thường đâu. Đấy, cho anh em tham khảo. Đây dòng LED xịn đây, anh em nào mà nhu cầu mua cái dòng đèn LED đồ chế xe công nông, đồ chế tín hiệu xe công nông là cứ liên hệ cơ sở bên mình nha. Mình có để số điện thoại đường link ở dưới. Đây là hàng mới về nha mọi người. Đấy, hàng này là hàng chất lượng. Dòng này là 12V, là công nghệ của Nhật Bản nha mọi người. Japan Technology là công nghệ của Nhật Bản. Hàng này rất là bền, xài rất là tốt. Chủ yếu là chất lượng là đúng. Còn anh em giá cả thì anh em phải, nó có cái giá của nó rồi. Chất lượng thì giá nó tất nhiên là cao, nhưng mà xài nó bảo đảm bền, lâu, sáng. Đấy. Ok. Đèn bao bọc rất là kỹ càng nha mọi người, đó là hàng chất lượng. Đây đu loại đèn nữa mọi người nha, đây mình bỏ trong tủ nha. Hàng Rulai. Đây Rulai nha mọi người. Đấy, lát nữa mình lấy qua cho mọi người tham khảo. Rulai với lại đây bộ đèn. Đây là đèn LED. Đấy, đèn LED, còn này là hàng Rulai luôn. Đấy, hàng Rulai và hàng Tokyo. Đấy, có hàng Tokyo. Nói chung là tùy thuộc vào nhu cầu của xe của anh em. Đây là quạt hơi. Quạt hơi chạy bằng hơi nha mọi người. Có điện là chạy bằng hơi. Còn đây là dòng LED. Dòng LED, LED tròn, LED vuông. Đèn siêu tốc nha mọi người. Còn đây. Đây anh em nha. Đây dòng LED stop, LED show, LED hậu. Đây chuyên dùng xe ô tô, xe tải, còn có thể đối chế xe công nông luôn. Đèn rất là đẹp mọi người. Còn anh em nào mà khu vực vùng sâu vùng xa muốn giá xỉ thì cứ liên hệ bên mình nha mọi người. Giá cả là mình có thể bỏ giá xỉ cho anh em luôn. Còn tùy thuộc vào số lượng anh em đặt. Ai đặt trước thì có trước, ai đặt sau có sau nha mọi người. Còn tất cả về đồ đèn phụ tùng bên mình có hết nha mọi người. Rồi ok. Đây dòng LED stop 12V và 24V. Đây. Hàng này là hàng thông dụng nha mọi người. Bên mình có cái dòng loại LED còi dài 60. Đây mình lấy cho anh em còi dây 60 12V trên 24V nha. 12 trên 24 nha mọi người. Đấy, còi dài 60. Còi này là còi ống nha. Mọi người thường gọi là còi ống nha mọi người. Đấy. Nhìn rất là phê. Coi này chế xe cày vẫn được, xe tải vẫn được. Anh em nào đam mê đồ chế thì cứ đặt hàng bên mình để gửi cho anh em. Tất cả về phụ tùng có hết. Đây là hàng 1m nha mọi người. Đấy, em mở cho anh em coi. Đây là dòng còi là còi tàu nha mọi người. Còi tàu nhưng mà là hàng này xài rất là ok. Cái dòng này mà mọi người xài là rất là ấm nha mọi người. Đây bầu hơi của nó là bầu hơi 15. Đây dòng này là rất là thôi ấm nha mọi người. Nói chung là âm thanh nó nghe rất là hay, âm trầm. Nó không phải giống như cái hàng mà của coi nhỏ đó. Coi nhỏ thì nghe nó hơi vang, nghe nó tanh. Còn cái dòng này, con cái này là 70 nha. Anh em đã ưng 70 có 70. Về anh em tiện lắp là gớt cái này tháo rời nha mọi người. Hàng tháo rời. Còn anh em là mà ưng thay rơ le xịn thì anh em thay rơ le xịn. Anh em xài 10kg trở lên phải thay rơ le nha. Còn anh em nào mà chế tầm 7-8kg là vẫn xài rơ le zin. Rơ le zin của nó là xài được. Đấy. Đèn dê
ba số đèn stop, đèn stop, đèn xi nhan. Cái này đèn demi nha, đèn báo màu. Đây mới đèn xi nhan nha. Đâu đèn xi nhan đâu, màu đỏ không phải vàng. Đèn xi nhan rất là đẹp. Yeah.